Những ngày đi làm thì mình thường thức dậy vào lúc 6:30. Sau khi thức dậy thì mình sửa soạn này, ăn sáng, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị thật nhanh để đến công ty. Bây giờ Việt Nam là 4:30 phút sáng. Mình nghĩ là các bạn vẫn đang ngủ say giấc lắm, còn mình thì chuẩn bị đi làm rồi. Ở Nhật Bản thì hiện tại đang dần chuyển sang mùa đông rồi, nên là thời tiết kiểu hanh hanh ấy, kiểu nó lạnh nhưng mà nó vẫn có nắng. Da của mình bị nẻ như da cóc luôn rồi. Đây là liều thuốc tỉnh ngủ mỗi buổi sáng đây. Ôi hôm nay nắng đẹp quá. Mình nghĩ là bây giờ mình phải đi đánh răng thôi, không là muộn mất. Từ khi qua đây là mình bớt lề mề hẳn luôn ấy. Mở cửa một cách nhẹ nhàng thôi, vì hình như là bạn cùng nhà vẫn chưa thức dậy thì phải. Ui đoạn này hình như mình hơi mạnh tay luôn ấy. Không biết là có ai bị tỉnh ngủ không, không không. Ở Nhật Bản cuộc sống của mình cứ lặng lẽ và âm thầm ấy. Vì không phải ở một mình nên là phải làm tất cả mọi thứ thật là nhẹ nhàng và cố gắng không gây ra tiếng động lớn, để không làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, hay thậm chí là khi bạn đi ra ngoài thì bạn cũng không được la hét, nô đùa làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ở Việt Nam thì tất nhiên là cuộc sống nó sẽ thoải mái hơn. Còn ở Nhật Bản thì phải tập cho mình cái thói quen là làm trong sự im lặng và luôn phải suy nghĩ rằng là mình làm điều này có ảnh hưởng đến người khác không. Mình cảm thấy như thế cũng tốt mà, dù là sống cùng với ai đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Nói chung là sống ở đâu thì các bạn sẽ quen cái cuộc sống ở đấy. Xong rồi, chắc là giờ đi thay quần áo thôi. Sáng nào cũng như sáng nào, kiểu mình có tất cả các bước theo thứ tự giống nhau rồi ấy. Đợi mình một chút nha. Đây là mình sau khi thay quần áo. Công ty mình thì được mặc quần áo thoải mái đến công ty. Nói chung là mặc càng đẹp càng tốt, lịch sự và kín đáo là được. Và sau khi đến công ty thì mình sẽ phải thay một bộ gọi là đồng phục của công ty. Đồ ăn thì mình đã chuẩn bị vào buổi tối và buổi sáng, chỉ cần quay để cho nó ấm lại và ăn thôi. Sau khi ăn sáng xong thì đây là bước cuối cùng để chuẩn bị để đi làm. Mình sẽ chải lại tóc và đánh thêm một tí son cho nó tươi. Vẫn còn thời gian nên là tâm sự với các bạn một chút đi. Ai cũng hỏi mình là đi Nhật Bản thì có sướng không hay là có khổ không. Nếu như mà nói sướng ấy thì chắc là ai cũng đi Nhật rồi. Còn nếu như mà khổ quá thì mình nghĩ là chắc là sẽ không có ai đi Nhật cả. Còn vất vả hay không thì sẽ do cảm nhận của mỗi người. Mình cũng là một thực tập sinh đến Nhật Bản, hay nói cách khác là mình đến Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động. Mình nghĩ rằng là làm ở đâu thì cũng rất cần phải cố gắng. Sang Nhật để làm việc là đồng nghĩa với việc bạn phải bán sức lao động để kiếm tiền, để có thể lo cho gia đình của mình này và cho cả tương lai của mình nữa. Đa số những công việc là những công việc phổ thông, sẽ có công việc nhẹ, công việc nặng. Nhưng mà mình nghĩ là khi bạn đã đủ tuổi để đi xuất khẩu lao động thì công việc vẫn nằm trong khả năng của bạn. Đối với các bạn làm công việc như là xây dựng này, giàn giáo, cốt pha hay là nông nghiệp đều là những công việc phải làm ngoài trời, thì mình nghĩ là nó sẽ có một số khó khăn nhất định nào đấy. Nói chung là nó sẽ vất vả hơn những công việc ở trong nhà máy hay là trong phân xưởng như mình đang làm. Thì đối với mình thì mình nghĩ là cái chuyện may rủi là có, chứ không phải là không. Nói chung là các bạn hãy cố gắng lên. Đến giờ phải đi rồi nên là bây giờ mình sẽ đi làm đây. Mãi nói chuyện quá mà hình như là mình đã quên một cái gì đấy rồi. Mình quên khẩu trang các bạn ạ. Bây giờ thì bye bye. Từ nhà mình đến công ty thì mình đi bộ mất tầm khoảng 10 phút. Và sau đó đến thì thay quần áo hết tầm 5 phút. Công ty mình thì bắt đầu làm việc vào lúc 8 giờ đúng. Nói chung là mình phải quẹt thẻ trước 7:45 là được. Ở Nhật Bản thì rất là nghiêm khắc về cái việc đúng giờ, nên là mình thường đi sớm trước 10 phút. Phải gọn gàng một chút trước khi đi này. Mùa này mà chỉ cần mở cái cánh cửa phòng ra thôi là mùa đông ập về luôn. Đây là giờ nghỉ trưa ở công ty mình này. Và kia là đồng phục của công ty mình đấy, trắng từ trên xuống dưới. Cuối cùng thì mình cũng đã kết thúc một ngày làm việc thật là vất vả. Hiện tại là 4:20. Ở Việt Nam hiện tại là 2:20. Có nghĩa là mình chỉ làm có 7 tiếng rưỡi thôi. Và khi ra khỏi cổng thì mình sẽ dùng thẻ của mình quẹt vào chỗ ở cửa này thì thanh sắt nó sẽ xoay để cho mình đi ra. Đây là cổng sau của công ty, vì nó gần với nhà của mình hơn nên là mình thường hay đi làm và ra về bằng cái cổng này.
Ôi, hôm nay đường về thật là vắng vẻ. Thường thường thì tầm giờ này đường sẽ không đông lắm, vì đa số người Nhật thì họ sẽ ra về muộn hơn so với giờ của mình. Mọi người có nhìn thấy ngọn núi phía trước kia không? Một biểu tượng của Nhật Bản, và hình như là cách nhà mình khoảng tầm 30 cây số. Sau 10 phút đi bộ thì mình cũng đã về đến nhà rồi. Bật điện lên cho sáng một xíu nào. Cả một ngày đi làm mệt nhoài thì mình mong mỏi nhất là cái giờ này được về và nằm xoái ra cái giường của mình và bất động tầm 10 phút. Mình sống ở trên tầng 3 của một tòa nhà chung cư hay còn gọi là apato ở Nhật Bản. Và đây là lúc 5 giờ chiều, từ trên tầng 3 nhà mình nhìn xuống. Có vẻ như mình rất là nhiều hàng xóm, nhưng mà từ lúc qua đến giờ mình chưa làm quen được một người hàng xóm nào. Lại là mình đây, mình vừa mới giặt đồ xong. Sống ở cái khu apato này thì cái tiếng mà mình được nghe nhiều nhất ấy là tiếng xe đi ngoài đường. Còn lâu lâu thì bên dưới nhà mình có một cái chỗ sân chơi nhỏ nhỏ để cho bọn con nít, thì ngày cuối tuần thì bọn nó hay chơi và nô đùa la hét dưới đấy. Còn ngày thường thì rất ít có tiếng người. Và đây là phòng mình lúc 5:30 chiều. Mùa này thì mặt trời sẽ lặn sớm hơn so với những mùa khác, nên là hiện tại mình đã phải bật đèn lên để cho phòng sáng. Mình vừa mới đi tắm xong và bây giờ thì mình sẽ sấy tóc một chút. Vì là trời tối nhanh ấy nên là mình hay đi tắm sớm vì mình sợ lạnh. Tuy là có nước nóng nhưng mà mình vẫn hay thường tắm sớm, mình không thích tắm muộn, tại vì khi mình tắm sớm thì mình cảm giác mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho buổi tối. Nên là khi nào cũng vậy, mình cứ đi làm về nghỉ ngơi tầm khoảng 30 phút hay 1 tiếng thì mình sẽ đi tắm luôn. Mình sẽ chỉ nấu hai món thôi, một món mặn và một món canh nữa. Sống một mình đơn giản lắm, kiểu như thế nào cũng được ấy. Giờ thì mình đi nấu đây. Thật ra là cái việc mà sang Nhật Bản và sống xa gia đình thì đôi lúc cũng cảm thấy rất là cô đơn. Nói chung thì cái gì nó cũng sẽ có hai mặt. Nếu như bạn muốn kiếm tiền và muốn có một cuộc sống tốt về sau thì bạn phải chấp nhận xa gia đình của mình. Và mình cũng không phải là ngoại lệ. Mình biết ở Việt Nam cũng có rất nhiều công việc tốt mà lại được gần bố mẹ, nhưng bản thân mình luôn muốn tìm tòi và muốn một lần trải nghiệm nên mình đã quyết định sang Nhật. Và nếu như mà các bạn đã quyết định đi Nhật thì các bạn hãy cố gắng chấp nhận với điều đấy. Cuối cùng cũng rửa xong một đống bát luôn, lau dọn sạch sẽ rồi nghỉ ngơi thôi. Và đây sẽ là thời gian vào buổi tối của mình. Vào buổi tối thì mình thường học thêm tiếng Nhật để kiểu là có thể giao tiếp tốt hơn với người Nhật và có thể nói chuyện với những người ở trên công ty. Hoặc là khi nào đi đâu chơi nếu mà có tiếng Nhật thì mình cảm thấy là tự tin hơn. Nên là vào mỗi buổi tối thì mình cố gắng dành ra một ít thời gian để học tiếng Nhật. Nếu như bạn nào đang có ý định đi Nhật hoặc là đang học tiếng Nhật để chuẩn bị sang Nhật Bản thì các bạn hãy cố gắng lên, vì khi qua đây thì tiếng Nhật rất là quan trọng. Tuy là thời gian học ở Việt Nam rất là ngắn, nhưng mà các bạn hãy cố gắng chỉ dành thời gian đấy cho việc học tiếng Nhật thôi. Và vào buổi tối thì mình cũng dành rất là nhiều thời gian cho việc nghịch điện thoại. Và đấy cũng là cuộc sống của mình ở bên Nhật Bản. Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy là có hơi cô đơn vì sống xa nhà, xa bố mẹ và cũng ít khi được tụ tập với bạn bè, nhưng đây cũng giống như là một sự trải nghiệm đối với mình hay với tất cả các bạn thực tập sinh khác đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và mình luôn tìm mọi cách khiến cho bản thân bận rộn hơn để quên đi sự cô đơn đấy. Và bản thân mình cảm thấy vui hơn. Nếu như bạn cũng đang làm việc và sinh sống tại Nhật thì cố gắng lên nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi ngủ đây, mai mình còn phải đi làm nữa. Chào mọi người, hẹn mọi người ở video sau nhé. Bye bye.